đăng tải một cái thông tin mạng xã hội còn hơn. Vâng, nếu mà để mà cái thông tin lên mạng xã hội là hồi như hồi nãy con nói là hai chiều. Nếu mà đem đến mọi người dân họ không gặp gỡ được mà họ biết đem cái tin đúng khách quan đấy, nhưng mà thực tế trung thực hiện đại học tập tốt đẹp để cho mọi người dân khỏi biết, chẳng hạn như nhờ đi đâu hay làm gì có hỏi hay là nói công an bắt hay họ thủ tiêu hay là một cái thế lực nào đó hay là giờ họ cấm đoán hay cái gì, nhưng mà mình hàng ngày vẫn đưa tin thì mọi người ở xa trung thực thì họ cũng biết được, thì họ thấy được hạnh phúc an toàn thì họ cũng không đến nữa hay là họ cũng không nghi ngờ nữa. Nhưng mà đem tin tức thì phản ánh đúng trung thực đúng quy định của pháp luật thì mình mới đem, chứ không phải là đem tin để trục lợi hay là để xuyên tạc hay là để nói những cái thần thánh hóa hay là để nói chung là những cái không đúng với thực tế thì không nên đem, hay là đem để rồi xáo trộn gây mất trật tự đoàn kết an ninh xã hội hay công kích lẫn nhau hay so sánh giữa con với các sư khác hay là để làm cho họ sai sót hay để hạ bệ họ hay những cái gì đó thì không nên, tại vì mình đưa như thế thôi chứ mà mình không có so sánh nhau không nói một cái gì cả để đảm bảo cái đoàn kết đại đoàn kết dân tộc giữa các tôn giáo mình bình đẳng không có khen chê gì ai cả thì tốt đẹp hạnh phúc để cho mọi người ai cũng biết được tin tức thực tế là nó như thế, được hạnh phúc đảm bảo nền hòa bình an ninh chính trị là như thế thì đều hạnh phúc. Ai đi đặt tình ai đi đặt tình. Nam mô A Di Đà Phật. Thì Phước Yên hôm nay tự nhiên được đến với sư và cũng những cái lời pháp thoại cũng như là những cái lời chia sẻ của sư thì hôm nay rất là hoan hỷ. Thì tất cả mọi người được biết là từ trước tới giờ sư tu hành được các cấp chính quyền cũng như là bên an ninh đã hỗ trợ cho sư rất là tốt đẹp, và cộng vào đó thì gia đình của sư tức là người thân thì cũng hết lòng hỗ trợ cho sư tốt đẹp, chứ không phải như một số người hiểu sai vấn đề rồi họ bàn hay là họ nói chuyện này chuyện kia thì cái đó là mình thấy là nó hoàn toàn nó sai như vậy. Và hôm nay kính sư đã chia sẻ cho tất cả quý vị Phật tử và quý vị cộng đồng mạng đã hiểu biết được, và với cái tâm nguyện thì chắc ăn rằng là quý vị Phật tử đều mong muốn được thấy cái hạnh của sư đi khắp được. Và đây cũng là cái pháp tu, cũng là cái giới hạnh trong cái sự đầu đà, cũng như sư đã nói là không có ăn trước một chỗ quá lâu dài. Cái tâm nguyện của Phật tử cũng như người dân, những người mà mến bộ sư thì quý vị đã biết là không phải là con số ít vì nó quá nhiều người như quý vị biết. Giống như con đây là đi đến đây là 100 người trên 600 cây số. Đến đây thì con cùng với đoàn thứ nhất là muốn được đảnh lễ và viếng sư, sau đó thì con cũng có đi phát quà từ thiện. Mỗi lần đi thì con cũng đều có đem cái phần quà địa phương để trao cho bà con gặp một cảnh khó khăn, thì con cũng xin nhân cái buổi hôm nay thì con cũng xin hai lời cho quý vị Phật tử yêu quý sư và có thời gian để đảnh lễ, và cũng như là chúc cho sư cũng như là được viên thành đạo quả đó, để được đó là công đức sáng tỏ vì cái hạnh tu của sư. Thì con xin chia sẻ được biết đó là rất là nhiều người đã quan hệ và đã phát tâm ăn chay giữ giới và phát tâm làm từ thiện xã hội rất là tốt, không có sân si, không có đó là chẳng thức kỷ, không có tham lam, vì đã quý mến cái lời nói và cái hạnh tu của sư đó. Thì tôi thấy mọi người ai cũng đều học tập học hiểu, thì con cũng nghĩ rằng cái sự tu của sư, cái giới đức và lan tỏa cho cũng như là cộng đồng cho những người mà yêu quý sư và cũng những người theo Phật giống như con đây. Con đây cũng là theo Phật tu hành, và con là cũng như là bên Phật giáo hảo, nhưng mà con lại rất là quý mến sư qua cái việc là tu theo cái pháp môn đầu đà, cái giới hạnh của Đức Phật và Chí Quân. Con xin thành tâm chuẩn bị cái cho mọi người là gặp gỡ con không phải là để đảnh lễ, và mọi người nên đảnh lễ Phật gặp con là mọi người gặp gỡ để hỏi thăm hay gặp gỡ sức khỏe giống như một người bình thường, như người bạn
là người thân mình gặp ở đấy, nếu mà để chia sẻ trao đổi xem có cái điều học đó có phải đúng không, có hạnh phúc không, để mình kiểm nghiệm, mình kiểm tra thì rồi mình đặt niềm tin theo lời Phật mình học là được. Thế nhờ con cũng đang tập học về mọi người không nên dùng cái từ đành lễ, nó cao tôn kính rồi ấy, như là như những bậc đại thánh hay bậc a la hán, và còn mình đều tới gặp gỡ để mong rằng mọi người đều hoan hỷ hạnh phúc, sống được khỏe mạnh, hạnh phúc hòa bình an lạc lâu dài là con thấy tốt đẹp rồi. Ai như đại Phật nhà Nam Mô Di Phật, lời cuối thì con cũng xin được thỉnh kính sư là thì con chia sẻ những cái buổi nói chuyện hôm nay cho tất cả quý vị Phật tử và quý vị trên bà con yêu quý sư đó hiểu đúng về cái câu chuyện về cái sự tu của sư. Thì tất cả mọi người ta chưa có hiểu nên người ta cứ nghĩ là sư bị khó khăn rồi biết được cái tọa rồi gia đình biết được cái tọa thì hôm nay đã chia sẻ đã thưa sư, thầy có thể hiện tại thì trời á là mình học là ở trong này là có khen có chê, dù họ có khen mình hay chê mình, khen mình thì mình cũng để hoàn thiện với họ, nhưng mà trong lòng họ là họ yêu họ ủng hộ của mình như thế là mình thích thú, mình mê say, hay là họ sân si với mình, họ chửi mình, họ ghét mình, hay họ nói thì mình cũng đừng có oán thù với họ, oán hận với họ, vẫn có cười với họ em phải chê đấy, hay là tán thán, hay là tới nói đúng là sai, đúng là không đúng chính pháp, hoặc là sai cái gì mình cũng cho họ theo cái ước nguyện của họ, con mình không có cái đó là để gọi là mình tu tập có cái chứng ngại để mình tu tập cái tâm mình để đạt đến cái tâm mình nó bình đẳng, đem đến là giờ mình bỏ được, mình không có tham hay sân chi gì với họ cả, đều ước nguyện cho họ tốt đẹp cả, đều hạnh phúc, thì cái điều đó là mình dần dần. Nhưng mà cái đó là nói rồi làm cũng rất là khó cả một vấn đề, nhưng mà mình tập học dần dần chắc chắn theo con đường Phật dạy thì Phật đã nói rồi, không bao giờ thất bại, chỉ có thành công thì mình phải học được, mình hướng đến cái điều hòa bình tốt an lạc của mọi người, kể cả mình nữa cũng đều tốt đẹp. Là gia đình của mình hướng đến như hồi nãy mọi người đã là cha mẹ đấy, cô tít hay là cái gì, mình không gọi là vì cái là vô cảm hay là bỏ đi hay là bất hiếu hay là cái gì đấy, mình chọn đúng cái thời điểm, tại vì có những cái mình làm mình giới tu hành được, mình thoát ra khỏi thì mình thấy hạnh phúc, mình tiếp tục mình được hạnh phúc rồi, mình làm cho cha mẹ không có tham lam nữa, cũng không có sân hận, cũng không si mê nữa, họ cũng được hạnh phúc. Không những cha mẹ mình hạnh phúc rồi mà những người khác, những người bạn của mình, những tất cả mọi người ở trên xã hội, tất cả chúng sanh cùng đều hưởng được cái lời Phật pháp mà như mình học được, họ cũng được hạnh phúc, lan tỏa những cái điều tốt đẹp, thoát khỏi cái ái luyến của con người, nhiều cái thì thù người nói thù cho mình làm khổ mà như Đức Phật đã biết. Nên cái điều đó thì con thấy rất là hữu ích, rất là tốt, tại vì mình đa số là mình tham dục chi phối, gọi là tham dục đói buồn vô minh che đậy, giờ mình khổ, giờ mình muốn thoát ra khỏi cái đấy, mà mong cha mẹ mình thoát khỏi, các người bạn của mình cũng thoát khỏi, tất cả những người hận thù với mình cũng thoát khỏi, những người yêu mến mình cũng thoát khỏi người khổ đau, như thế thì đều con thấy đều rất là hạnh phúc. Ai gì được hôm nay có một câu chuyện chắc là dùng hết tóc về cái y tám tao y, cái y thượng của sư. Vâng. Và mỗi lần sư xuất hiện thì có những cái màu sắc rất là đẹp. Hôm nay con xin hết tình sư, con có thể được đụng đến cái y đó. Vâng, này không có giữ đúng được y này không ạ? Dạ, cái y này thì khi thì con xếp bên này, khi thì xếp bên kia. Dạ, đó là khi Nam Mô Di Phật. Khi hôm nay được có gì mình thấy được cái y của sư. Vâng. Nhưng mà tại vì khi đôi khi nó rất là sạch sẽ, nhưng mà đây là một cái y thì cái kim xin nói thẳng là một cái lớp vải rất là cũ kỹ thôi, không có phải như ai đó mình xa giờ, nhưng mà do cái sự mỗi lần sư xếp thì nó có một cái màu sắc nó khác biệt. Dở ra mà, cho họ thấy ạ. Dạ. Mô cho Phật, tôi xin phép, tôi xin phép sư cho mọi người. Vâng. Dạ, biết được cái y của sư, mô cho Phật, có thể nói là
này, do đây nó có nhiều màu và do sư đây là giữa sự khâu giá bằng chỉ tay chứ không phải như ai đó nghĩ sai về cái của sư. Con được có duyên lành khi đã biết được cái này cho mọi người hiểu đúng. À, đây cái màu xanh nó cũng rất cổ kỹ như vậy. Dạ, nam mô Di Phật. Đây là cái sự thắc mắc nhất lên mọi người. Nam mô Phật. Dạ. Dạ, đây là cái màu đỏ đó. Dạ. Dạ, cái màu đỏ thì quý vị thường thấy nó cũng rất là cổ kỹ. Nam mô Di Phật. Rất là cũ quý vị. Biến giải nó hoàn toàn cũ kỹ chứ không có mới như là đã được người ta mới định giá ra. Nam mô A Di Đà Phật. Thì biến tăng ra như thế này cho họ. Chỉ là một cái thôi nhưng mà khi do mình gấp thì bên thầy mua sao mà này nó bị cái này con không hiểu được. À, cái này là cái vải này đó, nó bở rồi, nó một lời chưa phải là cả nhà nó bị đấy. Cái phần đứng dậy này một kỳ làm cái chuyện hôm nay cái buổi gặp chủ sư được tất cả mọi người được không? Vâng, anh chị thầy.